Vậy thì không biết là chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết gần đây, thì trong hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh thì thời tiết có đẹp không ạ? Dạ vâng ạ, dự báo là miền Bắc và Bắc miền Trung thì sẽ có nắng đẹp trong hai ngày tới. Thế còn trái lại, ở phía Nam thì mưa dông lại xảy ra nhiều nơi, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển và các hoạt động ngoài trời của quý vị. Và ngay trong hôm nay thì ở Nam Bộ mưa dông đã xảy ra sớm ngay từ sáng. Càng đến trưa chiều thì vùng mưa lại càng lan rộng, cường độ mưa thì cũng dồn dập hơn. Cục bộ là tại Kiên Giang và Cần Thơ đã ghi nhận lượng mưa là từ 80 cho đến 109mm. Ngoài mưa to thì tại Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Rạch Giá, Phú Quốc còn có gió giật mạnh là cấp 6 đến cấp 8. Dông gió và biển động đã khiến cho phà tàu cao tốc tuyến Phú Quốc, Rạch Giá sáng nay đã phải tạm dừng hoạt động cho đến khi mà thời tiết tốt trở lại. Dự báo mưa dông kèm gió giật mạnh vẫn còn xảy ra ở Nam Bộ cũng như Tây Nguyên vào ngày mai. Một số nơi sẽ có mưa sớm ngay từ sáng. Từ chiều đến tối sẽ là thời gian mà mưa cao điểm ở trong ngày. Có thể xuất hiện các điểm mưa vừa, mưa to dần dập trong khoảng thời gian ngắn, có thể gây ra tình trạng ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị. Ngoài ra trong cơn dông thì cần phải tiếp tục đề phòng với dông sét nguy hiểm. Đợt mưa nhiều này còn có thể kéo dài đến hết kỳ nghỉ lễ. Dự báo là từ ngày 5 tháng 9, số điểm mưa to mới có thể giảm dần. Còn ở miền Trung, mưa giảm nhanh, chỉ còn bắt gặp những cơn mưa về chiều tối ở một số nơi phía Nam như là tại Quy Nhơn, Nha Trang hay là Phan Thiết. Còn từ Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế trở ra Thanh Hóa và Vinh thì nắng nhiều hơn với mức nhiệt là từ 34 cho đến 35 độ. Còn ở miền Bắc thì thời tiết ổn định, suốt cả kỳ nghỉ lễ trời vẫn nắng ráo, buổi sáng sớm trời mát nhưng mà đến trưa chiều thì khá nóng với nhiệt độ nhiều nơi sẽ là từ 34 cho đến 36 độ và độ ẩm giảm thấp phổ biến dưới 65%, cảm giác khô hanh. Riêng ven biển Hải Phòng thì có mưa bất chợt nên cảm giác dịu hơn với mức nhiệt chỉ vào khoảng là 30 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố khác trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội đêm nay sáng sớm mai trời mát, nhiệt độ thấp nhất 27 độ. Ngày mai nắng nhiều, trưa khá nóng với mức nhiệt cao 34 độ. Trời khá khô khi độ ẩm giảm thấp chỉ 52%. Thành phố Đà Nẵng trời cũng tạnh ráo, mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất 25 độ. Ngày mai trời nắng nhiều, trưa chiều nóng với nhiệt độ cao 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh sau trận mưa dông mạnh chiều nay đến tối ít khả năng có mưa, thuận lợi để mọi người chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đặc sắc chào mừng ngày Quốc Khánh. Ngày mai mưa nhiều vào buổi chiều, sáng nắng gián đoạn với nhiệt độ không quá 32 độ.